Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận về báo cáo giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Xuất siêu 5 tháng đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng suy thoái kinh tế toàn cầu cũng tác động đến nhiều chỉ số kinh tế 5 tháng đầu năm. Kết quả vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Nhân ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cùng nhìn lại những dấu ấn của Việt Nam trong gần một thập kỷ chính thức thực hiện sứ mệnh cao cả này. Tất cả những gì các bạn đã làm để lại ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí và trái tim của những người dân nơi đây. Các bạn đã làm nên những điều tuyệt vời. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc, nhiệm kỳ 2019-2024, tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đề ra giải pháp thiết thực, khả thi cho nhiệm kỳ mới. Về công tác nhân sự, Ban Bí thư yêu cầu bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và điều lệ Mặt trận Tổ quốc, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác mặt trận, giới thiệu bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, phân công ủy viên thường vụ cấp ủy để giới thiệu hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 5, Quốc hội đã họp phiên toàn thể dành cả ngày để thảo luận báo cáo giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đây là một trong những hoạt động giám sát tối cao, quan trọng của kỳ họp này, được nhân dân và cử tri cả nước rất quan tâm. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Đỗ Thị. Về công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, trong phiên thảo luận, một số ý kiến đã đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời khẳng định sự nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác này. Tôi đề nghị làm sâu sắc hơn và nổi bật hơn cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thường trực Ban Bí thư và của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với 5 cái kết luận và một cái công điện của Thường trực Ban Bí thư, cũng như là cái lời kêu gọi của Tổng Bí thư, thì chúng ta có cái cơ sở chính trị này chúng ta mới triển khai được hàng loạt các cái chiến lược và các cái chính sách khác. Trong cái tình huống là rất là khan hiếm vaccine, thế nhưng mà rất nhiều nước Anh, Pháp, Mỹ, rồi Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân đã ủng hộ chúng ta đến 1 triệu liều vaccine, nói lên được đường lối chính sách ngoại giao đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Và cái thứ hai nữa là cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhìn lại những tháng ngày chống dịch như chống giặc vừa qua, chúng ta tự hào về truyền thống văn hóa, nghĩa tình và sự kiên cường của người Việt Nam. Trong đó, ngoài nguồn lực giá trị vật chất có thể cân đong đo đếm, thì nguồn lực phi vật chất, nguồn lực tinh thần là sức mạnh vô địch và là nguồn lực vô tận. Đánh giá cao kết quả đạt được trong huy động các nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu cũng tập trung phân tích những mặt còn tồn tại trong quản lý sử dụng nguồn lực này, đồng thời đề xuất các giải pháp cho thời gian tới. Đến nay, việc thanh toán chi phí phòng chống dịch COVID-19 còn vướng mắc, chưa giải quyết được dứt điểm. Tôi đề nghị với Quốc hội đưa vào nghị quyết sau giám sát chuyên đề này, quy định cho phép Chính phủ xây dựng văn bản chi tiết thực hiện nghị định số 80 của Quốc hội về thanh toán chi phí phòng chống dịch theo chương trình, thủ tục rút gọn, có phân cấp cho địa phương, quyết định một số nội dung. Tôi đề nghị cần phải tiếp tục xác định, cụ thể hóa chủ trương đã được Quốc hội yêu cầu tại Nghị quyết 80. Đó là, đối với các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đã được thực hiện theo các quy định, chính sách, hình thức văn bản ban hành theo Nghị quyết số 30, thì khi thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh toán, quyết toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác thì cần được đối chiếu, áp dụng theo các quy định đặc thù quy định tại Nghị quyết 30 của Quốc hội. Cũng trong phiên thảo luận, các bộ trưởng đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu lên, đồng thời làm rõ thêm những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch. Chính phủ rất là gói quyết liệt trong vấn đề chống dịch. 9 giờ tôi còn nhớ là 9 giờ đêm ấy, là Thủ tướng Chính phủ điền cho tôi, nói là có thể gói thành lập được kỳ quỹ vaccine không? Thì tôi báo cáo với Thủ tướng là thành lập được. Và ngay trong đêm hôm đó khoảng 9 giờ thì 10 giờ là chúng tôi triệu tập họp
và phân công nhiệm vụ và coi thành lập cái quỹ vaccine. Và có những đêm ấy là báo cáo của Quốc hội là họp đến 2 giờ. Ngay bản thân anh em chúng tôi tháp tùng Thủ tướng đi kiểm tra ở Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra Bình Dương. Bốn anh em coi của Bộ trưởng chúng tôi về đến coi cậu là sân bay Tân Sơn Nhất ấy, thì gần như coi cậu là không có cái dự án. Chúng tôi phải nói với anh em là đi tìm mì tôm, tìm hơn tiếng đồng hồ. Bốn anh em được bốn gói mì tôm, bốn anh em Bộ trưởng đấy, bốn gói mì tôm ăn xong thì tối mới lên máy bay mới về được. Làm sao để nâng cao hơn nữa năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng cũng là nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu đề cập tại phiên thảo luận. Bởi đây là những phòng tuyến có ý nghĩa rất quan trọng trong bảo vệ sức khỏe có chiều sâu và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng đã thể hiện rõ vai trò quan trọng, cần thiết và trở thành mắt xích then chốt để kiểm soát tình hình, ngăn chặn dịch COVID-19. Nhưng cũng chính trong thời gian đối mặt với đại dịch này thì hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng lại bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế. Tổ chức hệ thống y tế cơ sở thời gian qua chưa ổn định trong 10 năm, thay đổi 3 mô hình hoạt động quản lý. Cơ cấu nhân lực tại trạm y tế xã còn chưa đầy đủ và phù hợp, chế độ chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng. Chất lượng dịch vụ y tế giữa các tuyến, các vùng miền có sự chênh lệch rất lớn. Tôi đề nghị nghiên cứu mô hình không có trạm y tế ở phường, thị trấn, nơi có trung tâm y tế trên địa bàn, nhất là ở quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, ít dân, địa bàn hẹp, thuận lợi giao thông. Khi đầu tư cho y tế cơ sở tuyến huyện, tuyến quận thì chúng ta nên lưu ý là đầu tư theo mô hình bệnh tật. Chúng ta phải khảo sát mô hình bệnh tật ở huyện đó, ở trạm y xã đó cần đúng theo mô hình nào, bệnh nào nhiều thì chúng ta sẽ điều động luân chuyển bác sĩ hoặc là trang thiết bị cho phù hợp với cái mô hình ở nơi đó. Một số đại biểu cho rằng cần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, tăng cường đầu tư nguồn lực và tiếp tục hoàn thiện thể chế đối với y tế dự phòng, bởi có đến trên 74% các ca tử vong là do bệnh không lây nhiễm. Đây là một trong những vấn đề làm giảm chất lượng sống, tăng gánh nặng an sinh xã hội và sức ép lên ngành y tế. Hiện tại y tế dự phòng vẫn chưa đáp ứng trong một tình thế rất cấp bách là chúng ta chịu ảnh hưởng an ninh. Phi truyền thống về vấn đề bệnh tật, về mô hình bệnh tật cũng đã có sự thay đổi. Kiến nghị là chúng ta hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống bệnh không lây nhiễm, mà hiện tại chúng ta vẫn còn những khoảng trống. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, một số định hướng căn cơ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đề cập nhằm tháo gỡ khó khăn cho mạng lưới y tế cơ sở và y tế dự phòng. Trong đó có việc xây dựng chiến lược nhân lực y tế khu vực công, hoàn thiện cơ chế chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, nghiên cứu đẩy mạnh cơ chế tự chủ, xã hội hóa. Trên cơ sở vị trí việc làm, theo quy mô dân số, điều kiện kinh tế xã hội của các vùng miền và nhất là liên quan đến y tế cơ sở để chúng ta xác định cái biên chế cho nó phù hợp với lại yêu cầu thực tiễn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ về xây dựng chỉ thị về phát triển y tế cơ sở trong tình huống mới để làm sao mà phục vụ cho cái nhu cầu tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng với rất nhiều các cái nội dung liên quan tới mô hình tổ chức bộ máy, liên quan tới cơ chế triển khai thực hiện, liên quan đến củng cố về nguồn nhân lực. Thì những nội dung mà đại biểu nêu ra thì cũng đã được đề cập trong cái chỉ thị. Sau khi dự lễ khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang vào tối ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là lần thứ 3 trong chưa đầy 9 tháng Thủ tướng đến kiểm tra thực địa dự án trọng điểm quốc gia này. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, các nhà thầu và các đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai dự án bảo đảm an toàn và tiến độ. Cách đây 4 tháng, vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng đã đến kiểm tra lần 2 và chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc ngay tại công trường. Đến nay thì tiến độ thi công đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ dự án, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tiếp tục thi công 3K 4 kíp như hiện nay, bảo đảm chất lượng, tính kỹ mỹ thuật và môi trường, không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây đội vốn. Đồng thời, cần chú trọng các giải pháp phòng chống sạt lở đất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công nhân, người lao động và nhân dân. Thủ tướng yêu cầu chậm nhất là trong năm nay phải hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến cao tốc quan trọng này. Chiều ngày 9 tháng 5, tiếp ông Nhem Vali, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến,
bày tỏ mong muốn Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống. Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai các nội dung đã được hai bên cam kết. Cùng ngày, mặt trận hai nước đã tiến hành hội đàm về các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2023 và sáng 29 tháng 5 tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến chúc mừng Hòa Thượng Thích Thành Dũng, Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư Ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúc mừng các Hòa Thượng, Thượng tọa cùng toàn thể các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, cư sĩ, Phật tử đón một mùa Phật đản an vui. Phó Thủ tướng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động tăng ni Phật tử cùng toàn dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, Tổng cục Thống kê đã công bố các chỉ số kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Trong đó, điểm sáng nhất chính là hoạt động thương mại và dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp tháng 5 tuy có tăng 2,2% so với tháng trước, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trên toàn cầu, đơn hàng trong nước và xuất khẩu giảm, còn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, xuất siêu 5 tháng vẫn đạt 9,8 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng vẫn được kiểm soát ở mức phù hợp với mức tăng là 3,55%. Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thì nhận định sự tăng trưởng liên tục và ổn định của nhu cầu trong nước sẽ tạo cơ sở cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Khi xuất nhập khẩu có biến động do tình hình kinh tế thế giới, thì việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đầu tư công sẽ giúp kinh tế tăng trưởng. Bên cạnh đó, việc giúp các doanh nghiệp trong nước vượt qua khó khăn là nền tảng để nền kinh tế phục hồi và sẵn sàng cho những cơ hội khi kinh tế toàn cầu khởi sắc hơn. Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế xuất, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế xuất 10%. Những đề xuất giảm thuế luôn được doanh nghiệp ngóng chờ. Ở thời điểm này, sự đồng hành với doanh nghiệp sẽ giúp họ vượt qua khó khăn phần nào, nhưng chính sách cũng cần được đồng bộ và có đủ thời gian để có thể tác động tích cực vào hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Với mà VAT ngắn hạn quá cũng không giải quyết được vấn đề. Doanh nghiệp chưa kịp tái cơ cấu để tận dụng cái 2% đấy để rẽ sang các sản phẩm, đẩy mạnh các sản phẩm mà được ưu đãi thì 2% thì đã hết lại rồi. Mà dùng cái từ khoan sức dân ý, thì phải có thời gian để khoan thì nó mới khả thi được. Nhìn vào sức khỏe của khối doanh nghiệp có thể thấy khó khăn đang hiện hữu không nhỏ. Từ đầu năm đến nay có 88.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình này đã có nhiều chính sách được đưa ra. Như trong lĩnh vực bất động sản, chưa đầy 5 tháng đã có 4 công điện, hàng loạt nghị quyết, nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hay hàng loạt các chính sách tài chính tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp để tạo động lực cho phát triển. Song vấn đề ở đây là thực thi các chính sách. Những chính sách đó là cũng đã là đi đúng hướng rồi, thì chúng ta phải thúc đẩy rất là mạnh mẽ, chúng ta phải thực thi ngay và hiệu quả. Để làm nào là doanh nghiệp tiếp cận được ngay tất cả những dòng vốn giá rẻ. Hỗ trợ doanh nghiệp còn cần đo lường mức độ hấp thụ của nền kinh tế, đặc biệt với các chính sách tiền tệ. Về mặt tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế. Chúng tôi cũng nghĩ rằng điều đó sẽ hữu ích để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, hấp thụ được nguồn vốn hay không thì cần phải có định lượng rất cụ thể. Khi đó, dòng tiền mới mang lại giá trị tiếp sức và phục hồi cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay, các quý còn lại phải tăng trưởng bình quân là 7,5-8%. Mục tiêu này là rất thách thức. Chính vì thế, với mỗi chính sách, đặc biệt là với doanh nghiệp, ngoài đúng và đủ thì cần nhanh và nhạy để tăng cường sức khỏe doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Từ tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Là tỉnh đầu tiên ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý cửa khẩu, cho nên trong quá trình thực hiện không hề có hình mẫu, quy định, hướng dẫn nào có thể tham chiếu, học hỏi. Thế nhưng chỉ sau hơn một năm triển khai, các đơn vị chức năng của tỉnh Lạng Sơn, mà ở đây là Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng và Tập đoàn VNPT đã tham mưu cho tỉnh xây dựng thành công nền tảng cửa khẩu số hiện đại, tiện ích. Ghi nhận của phóng viên tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị và các bạn, đây sẽ là tờ giấy kê khai mà các đơn vị doanh nghiệp sẽ phải kê khi mà tham gia xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Và những con dấu mà họ sẽ phải xin sẽ bao gồm cả biên phòng, công chức hải quan. Tuy nhiên thì với cái cửa khẩu số, các cái doanh nghiệp hoàn toàn là đã có thể nhận được cái xác nhận của các cái đơn vị chức năng có mặt ở đây mà không cần là phải đến tận nơi sử dụng các cái giấy tờ nữa. Mỗi đơn vị đăng ký sử dụng cửa khẩu số sẽ được cấp một tài khoản riêng. Thay vì kê khai thông tin hàng hóa bằng giấy nộp đến từng đơn vị quản lý như trước đây, doanh nghiệp chỉ cần kê khai một lần qua mạng Internet. Các đơn vị quản lý cũng được đồng bộ kiểm tra, xác nhận thông quan qua một phần mềm duy nhất. Với doanh nghiệp của chị Thu, chỉ sau khoảng 5 phút, mọi thủ tục cơ bản đã hoàn tất. Từ khi là có cửa khẩu số thì các thông tin của chúng tôi được nắm bắt nhanh hơn và đã không phải đi qua các cửa hải quan kiểm dịch để có thể biết được cái thông tin của mình và vẫn theo dõi được quá trình xuất hàng. Các cái cơ quan lực lượng chức năng là theo dõi giám sát được cái tiến độ giải quyết công việc của mình. Doanh nghiệp cũng cùng tham gia theo dõi giám sát và đồng thời là các cấp lãnh đạo, ví dụ như là tỉnh rồi các cấp lãnh đạo cơ quan liên quan thì đều có thể là sử dụng trên một cái nền tảng cửa số để có thể theo dõi được các cái tiến độ cũng như là các cái số liệu rồi được các cái thông tin về xử lý hồ sơ. Sau hơn một năm thực hiện thí điểm, trái ngọt mà Lạng Sơn thu được là hơn 1.400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã thực hiện khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Cùng với đó, khoảng 240.000 lượt phương tiện đã thuận lợi thông quan. Sau 25 lần nâng cấp để phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự phối hợp của các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, hiện nền tảng cửa khẩu số tại Lạng Sơn đã vận hành ổn định, thuế, phí được thu đúng, thu đủ. Thời gian qua thì Ban Quản lý cũng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét giải quyết các vướng mắc phát sinh trong toàn bộ thực hiện quy trình. Bên cạnh đó thì cũng đã tuyên truyền hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc khai báo sử dụng nền tảng cửa khẩu số. Việc triển khai ứng dụng thành công nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn đã được nhận giải thưởng Viet Solutions 2022. Dự kiến trong thời gian tới, ngành hải quan và các địa phương có kế hoạch nhân rộng áp dụng cho các cửa khẩu trên toàn quốc, góp phần hình thành hệ thống cửa khẩu số quốc gia thông suốt, thuận tiện. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Nhân ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cùng nhìn lại những dấu ấn của Việt Nam trong gần một thập kỷ chính thức thực hiện sứ mệnh cao cả này. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt gần 4,6 triệu lượt, gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5 hàng năm là ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Gần một thập kỷ qua, Việt Nam cũng đã sát cánh cùng Liên Hợp Quốc trong sứ mệnh cao cả này. Sự tham gia của Việt Nam vào lực lượng gìn giữ hòa bình là minh chứng rõ nét cho sự tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, không chỉ bằng những cam kết mà cả hành động cụ thể nhằm kiến tạo và giữ gìn môi trường hòa bình ổn định vì sự phát triển của nhân loại. Ngày 27 tháng 5 năm 2014, hai sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được cử đi làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan, đánh dấu Việt Nam chính thức có mặt trong hàng ngũ các chiến sĩ mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc. Kể từ đó tới nay, đã có 529 lượt cán bộ sĩ quan quân đội và 4 sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, ABA và trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong đó, 4 lượt bệnh viện dã chiến cấp 2 đã đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan với 252 cán bộ, nhân viên y tế. Đội công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên đã được triển khai tại ABA và 100 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân đến nhiều địa bàn.
Sự đa dạng trong lĩnh vực, hình thức, địa bàn cùng số lượng cán bộ chiến sĩ không ngừng tăng lên cho thấy sự tham gia tích cực, chủ động và đóng góp hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Việt Nam trở thành nước đóng góp quan trọng vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Những người lính hòa bình từ Việt Nam với năng lực, cống hiến, sự dũng cảm của mình mang lại lợi ích to lớn cho Liên Hợp Quốc và cho những người dân mà họ phục vụ. Và để hiểu hơn về những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, cũng như những khó khăn đằng sau vinh quang của những người lính mũ nổi xanh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá Phạm Mạnh Thắng về nội dung này. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho VTV4 ạ. Thưa ông, năm nay đã là bước sang năm thứ 9, Việt Nam đồng hành cùng với Liên Hiệp Quốc trong công tác gìn giữ hòa bình quốc tế. Vậy thì những đóng góp của Việt Nam được Liên Hiệp Quốc cũng như là cộng đồng quốc tế đánh giá như thế nào ạ? Việc chúng ta tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là một quyết định có ý nghĩa to lớn. Ngài Tổng Thư ký Antonio Guterres đã đánh giá lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam là một trong những lực lượng gìn giữ hòa bình tốt nhất thế giới. Hơn 30% các sĩ quan theo loại hình cá nhân được Liên Hiệp Quốc đánh giá là hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ. Đối với loại hình đơn vị bệnh viện dã chiến cấp 2 và đại đội công binh số 1 được đánh giá là có trình độ chuyên môn giỏi và tạo ra sự gắn kết giữa các phái bộ với cộng đồng người dân địa phương. Đằng sau những cái thành tích cũng như là những dấu ấn mà lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đạt được đó thì chắc chắn là có những khó khăn và thách thức không nhỏ. Vậy thì khó khăn thách thức lớn nhất của chúng ta trong việc thực hiện cái nhiệm vụ quốc tế này là gì ạ thưa ông? Cái khó khăn nhất đó là nguồn nhân lực. Có thể nói là chúng ta chọn 100 người chúng ta chọn một. Bởi vì đòi hỏi chúng ta phải có trình độ chuyên môn về ngoại ngữ, chuyên môn về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và có phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng, rồi là có cái khả năng thích ứng trong cái môi trường đa quốc gia và đặc biệt là trong cái môi trường đầy rẫy những đe dọa về an ninh, về tính mạng cũng như là về dịch bệnh. Và điều gì đã khiến chúng ta vượt qua được những khó khăn thách thức đó? Cái công tác thứ nhất là tạo nguồn lực, chúng ta mở rộng cái hợp tác quốc tế để chúng ta nhận được những sự hỗ trợ về đào tạo ngoại ngữ, đào tạo chuyên môn và đồng thời là cử những cái đoàn kiểm tra thường xuyên sang các địa bàn. Vậy thì trong thời gian tới, những kế hoạch mới cho việc tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam là như thế nào ạ thưa ông? Trước mắt thì chúng ta sẽ tập trung vào triển khai cái đại đội công binh số 2 trong tháng 6 cũng như là cái bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động diễn tập song phương với Ấn Độ cuối năm nay. Một cái nữa chúng tôi tiếp tục tập trung tham mưu đề xuất để xây dựng cái đề án và báo cáo trình Thường vụ Quốc hội về cái luật gìn giữ hòa bình Việt Nam để tạo ra cái sự đồng bộ trong tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Xin cảm ơn ông ạ. Thời gian qua, lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã không ngừng phát triển và được nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng. Nhờ đó mà Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào công tác gìn giữ hòa bình, giúp đỡ được nhiều hơn người dân ở các khu vực khó khăn. Ở loại hình đơn vị thì ngoài các sĩ quan, chiến sĩ đóng góp cho bệnh viện dã chiến cấp 2, năm 2022, đội công binh đầu tiên của Việt Nam đã tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, được đánh giá cao không chỉ bởi chuyên môn mà còn bởi nỗ lực gắn kết người dân địa phương với lực lượng mũ nổi xanh. Buổi diễn tập cuối cùng của đội công binh số 2 trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại ABA. Tình hình bất ổn tại ABA hiện nay khiến các cán bộ chiến sĩ phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Nhưng đó không phải là thách thức duy nhất trước khi lên đường. Quan ngại lớn nhất của chúng tôi thời điểm hiện tại là làm thế nào để sớm kịp thời được vận chuyển được các cái nhu yếu phẩm, trang thiết bị. Ở bên đấy chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Trong mùa mưa thì tất cả các hoạt động vận chuyển gần như là bị đình trệ. Nếu mà hàng hóa chúng ta không kịp sang thì lại phải đợi đến khi nào đến mùa khô tiếp theo. Quân số toàn đội là gần 200 người, phần lớn đều là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ quốc tế. Để chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, Cục gìn giữ hòa bình đã phối hợp với các chuyên gia đến từ Australia triển khai trao đổi chuyên môn với các nội dung liên quan đến hậu cần, vận chuyển, đảm bảo sức khỏe, vân vân. Đội công binh số 2 đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho nhiệm vụ sắp tới. Những ngày qua, chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ những thành công và thách thức của đội công binh số 1. Và chúng tôi tin chắc rằng những chủ đề được cung cấp trong đợt trao đổi chuyên môn của năm nay và năm ngoái sẽ hữu ích. Trong khi đó, tại mảnh đất ABA xa xôi, ở những ngày cuối của nhiệm kỳ công tác,
các cán bộ, chiến sĩ của đội công binh số 1 vẫn kịp xây xong hai phòng học kiên cố, giúp 253 trẻ em của lớp mầm non thuộc nhà thờ ABA không còn phải ngồi học tạm bợ dưới gốc cây trong tiết trời nắng gắt. Các cán bộ chiến sĩ của đội công binh Việt Nam đã làm việc với hiệu quả tuyệt vời, vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Tất cả những gì các bạn đã làm để lại ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí và trái tim của những người dân nơi đây. Các bạn đã làm nên những điều tuyệt vời. Trong thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do phái bộ giao phó, đội công binh số 1 còn chủ động triển khai nhiều hoạt động nhân đạo như xây trường học, sửa chữa hệ thống đường xá và cấp nước. Ngoài những cái nhiệm vụ chung thì chúng ta có những nhiệm vụ giúp nhân dân. Đây là thông điệp của Đảng, Nhà nước, quân đội chúng ta khi triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình. Những tình cảm tốt đẹp mà đội công binh số 1 đã gây dựng được chính là nền tảng cho các cán bộ chiến sĩ Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Một thông tin vui với ngành du lịch Việt Nam. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ước đạt gần 4,6 triệu lượt, gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không chiếm 88%. Trong 5 tháng qua, doanh thu từ du lịch lữ hành tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước do có nhiều ngày nghỉ lễ. Du lịch Việt Nam đang được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông nước ngoài vinh danh, góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTVGo đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại!